Chị Sáu, chị Sáu, chị mau về nhà đi, ba mẹ đang giận lắm đó. Có chuyện gì, em nói rõ xem nào, ba mẹ giận ai, mà giận chuyện gì mới được chứ? Còn chuyện gì ngoài chuyện đó nữa, chị mau về giải thích với ba mẹ đi, chứ em thì hết cách rồi. Vì bao che cho chị, mà suýt nữa em bị ba đánh cho một trận nên thân rồi đó. Thế là thế nào? Nếu không phải nhà trường thông báo, thì con định giấu ba mẹ chuyện con tự ý nghỉ học tới bao giờ đây hả? Mau theo ba lên trường nhập học lại, ba không cho phép con được bỏ học giữa chừng. Tôi xin mình cứ bình tĩnh, có gì từ từ báo ban, khuyên can con. Chứ mình làm thế này, người trong nhìn ra, người ngoài nhìn vào không hay. Đến giờ phút này mà mình bảo tôi phải bình tĩnh thế nào đây? Bao nhiêu hy vọng, tự hào của gia đình này, của dòng họ này đều đặt hết vào nó. Vậy mà bây giờ nó làm như thế này thì khác gì bôi trò trát trấu vào mặt tôi với mình chứ hả? Tại sao ba cứ ép con phải làm cái điều mà con không thích vậy ạ? Với con, đi học ở trường của kẻ thù là sự xúc phạm dân tộc. Con vừa nói gì? Trời ơi, con có biết mình vừa nói cái gì không hả? Con bị điên rồi sao? Thưa ba mẹ, con cũng muốn được như anh Mười Bé, như bao người khác, được lên đường chiến đấu bảo vệ tổ quốc. Không ai chấp nhận một nữ nhi ở chiến trường cả. Chà, chẳng phải hai bà Trưng hay bà Triệu cũng là những nữ tướng ngoài mặt trận ư? Bà không cần con trở thành nữ tướng. Nghe bà ở nhà học lấy một cái nghề, rồi khi nào Mười Bé về có vợ có chồng, bảo ban nhau làm ăn là ba mẹ mừng lắm rồi. Kìa ba, còn với anh Mười Bé đã có gì đâu mà ba. Hai đứa đã có hôn ước từ nhỏ, nếu không vì loạn lạc thì giờ này có khi ba mẹ có cháu bồng cháu bế rồi đấy. Thôi, không bàn luận gì thêm nữa, bà cấm là cấm. À! Thôi mình, tôi xin mình, các con cũng đã lớn rồi. Có lớn nhưng lại chẳng có khôn, biết ở nơi mưa bơm bão đạn đó, một khi đã ra thì không mong ngày trở về rồi. Vậy mà chúng nó vẫn lao vào, đây là cách mà chúng mày trả ơn ba mẹ có phải không hả? Đất nước đang lâm nguy, con nghĩ dù nam hay nữ, dù không biết ngày nào trở về, thì ai cũng phải có trách nhiệm với tổ quốc, thưa cha. Vậy trước hết, con hãy làm tròn trách nhiệm của một người con đi đã. Việc đó con còn làm chưa xong thì những chuyện khác có ý nghĩa gì chứ? Lô đâu? Dạ, dạ, ông cho gọi con ạ. Nhốt hai cô vào trong phòng và canh chừng cẩn thận cho ta. Ngoài lệnh của ta thì không được phép mở cho hai cô ra ngoài. Hay là mình để các con đi xung trận đi mình. Chứ cảnh nhà cứ như chiến trường, ba con hận thù nhau thế này, tôi chẳng sống yên một ngày nào. Mình muốn đẩy con vào chỗ chết phải không? Mình nói gì vậy? Tôi nào muốn điều đó. Nhưng mình xem, các con có quyết tâm như vậy, hơn nữa cũng vì phụng sự đất nước, thì tôi nghĩ mình cũng nên ủng hộ các con. Nửa đời tôi với mình đã mang tiếng không sinh được đứa con trai nối dõi tông đường rồi, bây giờ đến hai đứa con gái cũng không. Thôi đừng để ai nói ra nói vào nữa. Ý tôi thế nào cứ vậy mà làm. Cháu Sáu đâu rồi anh chị? Cháu nó đang đọc sách trong phòng. Mà đã có tin tức gì của cháu Mười Bé chưa chị? Hôm qua cháu Mười Bé gửi thư về, nhắn là đang đóng quân ở tiểu đoàn 401 rồi anh chị ạ. À, cháu nó còn vừa được người ta giao giữ chức liên đội trưởng vì lập được chiến công lớn đó. Thế là quá tốt rồi. Thằng nhỏ nhanh nhẹn, thông minh như vậy, chắc chắn sẽ làm nên việc lớn cho xem. Dạ, cháu nó cũng gửi lời hỏi thăm sức khỏe anh chị và... Phiền chị gửi lá thư này cho cháu Sáu giúp cháu Mười nhà em với ạ. À, dù sao hai đứa cũng có hôn ước từ lâu mà ít được gặp nhau quá. Lô, Lô đâu? Dạ, ông cho gọi con. Hai cô đi đâu rồi? Thế này là thế nào hả? Cô Sáu kêu đau bụng, cô nhờ con đi mua thuốc. Con... Ông chủ tha tội cho con. Còn đứng đây nữa à? Khôn hồn đi tìm cô chủ về đây cho ta. Sáu, Sáu ơi. Em làm gì vậy hả? Ý chí của một người lính đâu rồi? Nhưng còn ba, ba... Ngày hôm nay,
Nếu chúng mày chọn bước chân ra khỏi cái làng này thì ba sẽ chết tại đây. Con xin lỗi ba mẹ. Con biết ba mẹ sẽ trách giận chị em con nhiều lắm. Nhưng con xin ba hãy cho chúng con được một lần cầm súng bảo vệ tổ quốc. Bởi chúng con không thể đứng yên nhìn đất nước lâm nguy được. Thưa ba, ba tha lỗi cho chúng con nghe ba. Sao? Hai chị em con đi lần này phải cho thành danh. Nếu không đừng về, nghe không? Nà Mẫn, định lấy lòng em nào dưới bếp hay sao? Mà giữa trưa nắng nôi lại phơi mình ra bổ củi như vậy hả? Lính tráng gì mà yếu đuối thế? Liệu có đủ sức cầm súng đánh giặc không đây? Có hay không thì lúc ra ngoài chiến trường khắc rõ. Tôi đùa thôi, làm gì mà căng vậy? Thôi vào nghỉ ngơi đi, chiều lịch tập căng lắm đấy. Lần đầu tiên được ôm cây súng, nặng nhưng khoái thật. Nếu không cải trang nam thì đâu biết đàn ông họ có nhiều thú vui vậy. Thời tiết 30-35 độ thế này mà sao lúc nào ông cũng phải đóng cái bộ kia làm gì thế? Nóng bỏ sừ ra ấy chứ. Nhưng hở chỗ nào mũi nó sơi chỗ ấy, nên thôi cố một tí còn hơn, chứ không khéo sốt xuất huyết như chơi. 5 năm sau. Mời vào. Anh Mười. Sao? Có phải? Trời ơi, em. Chuyện này là sao? Anh Mười, đừng nói ai biết. Chuyện này dài lắm. Em đã giấu tất cả mọi người, giả trang để được xung trận. Để trở thành một người đàn ông, em phải giăng nắng cho da đen sậm, tập huyết sáo, tập đá banh. Còn khi tắm, em bơi qua sông, lặn một hơi, tìm chỗ kín đáo. Tắm xong thì bơi trở lại chỗ cũ, đùa giỡn với đồng đội. Rồi hành quân ban đêm, có bữa đi vài ba cây số, có khi đi mười mấy cây số cũng có. Đàn ông làm gì, em làm vậy. Cũng cực lắm, nhưng em chịu được hết. Trời ơi, con dâu tương lai của má Hồng đây sao? Thế còn hôn ước của chúng ta, em tính vào đây để chạy trốn đó hả? Anh đã tới tận đây thì em còn trốn bằng cách nào nữa? Chè bà ba cút dừa đây, bánh canh đặc biệt mừng cưới đôi trẻ đây. Chả mấy khi đơn vị ta có đám cưới, mà còn là đám cưới đặc biệt nhất lịch sử nữa. Mười lăm năm sau. Chị Sáu, cô ấy đã chết rồi. Chiến tranh đã lấy đi của chúng ta quá nhiều thứ. Biết bao nhiêu đồng chí, đồng đội của chúng ta phải chịu mất mát đau thương. Trời ơi, cô ấy đang mang bầu, gần tới ngày sinh rồi. Thật đáng thương. Nhưng hình như... Mau đưa tôi con dao. Em bé vẫn còn sống, phải mau chóng cứu bé ra ngoài. Trong thương đâu có niềm an ủi. Có lẽ đứa trẻ chính là món quà yêu thương mà ông trời bù đắp cho cuộc đời đầy mất mát của mình. Sự tích mộ phù thủy. Ngày xưa, một gia đình giàu có nọ ở Kyoto sinh được một bé gái vô cùng xinh xắn. Nhưng lên 5 tuổi, đứa trẻ ấy không hề bật ra bất kỳ âm thanh nào, kể cả tiếng khóc. Dù đi, con gái bé bỏng phải làm sao đây? Gia đình mình đã tìm thầy chạy thuốc khắp nơi, mà tình hình của con vẫn không chút tiến triển nào. Ta tin, với điều kiện của gia đình mình, nhất định sẽ điều trị được cho con gái. Hôm nay, tôi đã mời được đại phu Toshiro, nổi tiếng nhất kinh thành. Ông ấy sẽ đến để xem bệnh cho con bé. Thưa đại phu, chẳng hay ông đã có phương pháp điều trị gì cho con gái tôi không? Đã có. Trời ạ, thật sao? Đại phu cứ kê đơn, dẫu là dược liệu quý giá đến đâu, gia đình tôi đều có thể đáp ứng.
chỉ cần cho con bé ăn gan tươi của một bào thai còn sống là được. Gì cơ? Gan tươi của một bào thai còn sống? Tôi có nghe nhầm không vậy? Chuyện ấy thật sự không thể, chẳng khác nào là việc giết người đâu. Chỉ có một cách để chữa trị, phương pháp tôi đã đưa ra, còn thực hiện hay không là việc của ông bà. Cách mà đại phu Toshiro nói cũng như không. Làm sao để có được gan tươi của một bào thai sống cơ chứ? Việc này rất khó để thực hiện. Phải làm thế nào đây ông? Đây là vấn đề liên quan đến tính mạng con người. Chúng ta không thể tự mình ra tay được. Vì vậy, cần một người tự nguyện làm thay chúng ta. Tìm đâu ra một người có thể sẵn sàng làm việc này kia chứ? Cho dù ông có cho họ bao nhiêu tiền, chưa chắc họ đã đồng ý. Hơn nữa, họ còn có thể tố cáo chúng ta. Hay là thế nào? Ông nói đi, tôi sốt ruột quá. Tôi nghĩ có một người sẽ làm được việc này. Ai thế? Họ đồng ý làm điều đó ư? Đương nhiên là không. Nhưng tôi có cách để bắt buộc người ấy phải làm theo. Chẳng còn cách nào để cứu chữa cho Yori cả. Bà hãy giúp chúng tôi hoàn thành việc này. Tôi sẽ lo liệu mọi việc, bà không cần phải lo. Nhưng tôi nghĩ sẽ có một cách nào đó tốt hơn là việc lấy đi một sinh mạng như thế. Mong ông bà suy xét lại. Chẳng có cách nào tốt hơn cả. Chúng tôi đã thử rất nhiều cách, nhưng kết quả thì sao chứ? Bà từ chối sao? Bà đã quên đi những ân huệ mà gia đình tôi đã mang đến cho bà ư? Không, không. Tôi nào dám quên ơn cứu mạng của ông bà ngày xưa. Tôi dùng cả cuộc đời này để đền ơn cho ông bà còn không hết. Nhưng điều đó sẽ cướp đi sinh mạng của một đứa trẻ khác. Bà muốn cướp đi sinh mạng của một đứa trẻ không quen biết, hay là để chính sinh mạng của con gái bà bị cướp đi? Ý của bà là... Chúng tôi nói ít, mong bà hiểu nhiều. Nếu bà làm theo đề nghị của tôi, thì con gái bà chắc chắn sẽ được chăm sóc thật tốt. Mẹ phải đi rồi. Mẹ xin lỗi vì đã để con rơi vào tình thế này. Nếu như mẹ không nghe theo lời họ, mẹ sẽ mất con. Hơn nữa, mẹ nợ họ một ân tình, nên mẹ đành phải làm thế. Aiko à, mẹ mong rằng với tấm bùa cầu may này sẽ mang lại sự may mắn và bình an khi mẹ không thể ở bên cạnh con. Ông bà Kama sẽ thay mẹ chăm sóc con thật tốt. Mì của bà tới đây. Cảm ơn cậu. Vợ cậu chịu khó thế nhỉ? Đang mang thai thế kia nhưng vẫn phụ giúp chồng. Hey, nghe bà nói câu này mà lòng tôi đau xót quá. Giá như cô ấy được ở nhà dưỡng thai như bao người phụ nữ khác. Chỉ vì nhà tôi quá nghèo, lại đang mang nợ chồng chất, nên chẳng còn cách nào khác. Gia đình này xem ra mình có thể thương lượng được. Họ đã có hai con, gia cảnh lại khó khăn. Mất đi một đứa con nhưng đổi lại là sự sung sướng ấm no hơn. Số ngân lượng này đủ để gia đình mình trả các khoản nợ và chi tiêu trong suốt quãng đời còn lại mà không phải làm lụng vất vả. Chúng sẽ thuộc về anh chị. Chỉ cần anh chị đồng ý lời đề nghị của tôi. Thật vậy sao? Lời đề nghị đó là gì? Chuyện là có một gia đình đó đang rất cần một đứa bé. Tôi thấy gia đình mình cũng đông con, lại vất vả quá. Thế nên... Ý của bà là
gia đình đấy muốn sinh con nuôi sao? Không phải thế, chính xác hơn là họ cần một lá gan của một bào thai còn sống để chữa bệnh cho con của họ. Trời ạ, bà và họ có bị điên không? Dùng số tiền này để mua một sinh mạng sao? Một lũ tàn ác vô nhân đạo. Cút, mau cút khỏi đây, đừng để tôi thấy mặt bà lần nữa. Là bà ta, bà ta chính là người gần đây liên tục đòi mua bào thai trong bụng của những phụ nữ. Còn chờ gì nữa, tiến lên cho bà ta một trận ngay. Ở đâu ra cái thói có tiền là muốn gì cũng được thế kia? Nhanh lên, đừng để bà ta chạy thoát. Sau hôm đó, bà Haruko đi đến đâu cũng bị truy đuổi. Bà quyết định đến một vùng núi để lánh nạn. Thâm thoát đã 15 năm trôi qua, không biết ai cô bây giờ ra sao. Ai cô, có còn nhớ người mẹ này hay không? Mình nhớ con quá, nhưng không thể nào quay trở về được. Tôi cho bà thời hạn nhiều nhất là 15 năm. Nếu như bà không thể mang thứ đó trở về, bà sẽ vĩnh viễn không được gặp con gái của mình nữa. Sắp hết thời hạn rồi, lẽ nào mình sẽ mất đi tất cả? Trời ơi, mình phải làm thế nào bây giờ? Làm thế nào để có được thứ đó chứ? Ma có gì? Ta là người. Người làm gì ở đây? Ngoài trời đang mưa lớn, nên tôi vào hang động để trú mưa. Nhưng sao bà lại ở đây? Ta ở đâu là việc của ta, không liên quan đến cô. Tôi trông bà có vẻ bà bị lạc đường sao? Có cần tôi giúp gì không? Trông tôi làm sao mà cô đến đây một mình nữa? Tôi làm gì còn người thân nào để đi cùng đâu. Mẹ tôi không biết vì lý do gì đã bỏ tôi mà đi suốt bao nhiêu năm qua, để tôi ở lại nhà với ông bà chủ. Một ngày họ phát hiện tôi mang thai nên định hại tôi. Cũng may tôi phát hiện ra nên bỏ trốn. Cái gì? Cô đang mang thai ư? Được bao lâu rồi? Còn người đã khiến cô mang thai đâu? Anh ta bỏ rơi cô rồi à? Đó là một gã sở khanh. Tôi tưởng hắn yêu tôi thật lòng. Ai ngờ lúc tôi biết tin mình có thai, hắn cũng cao chạy xa bay luôn. Giờ bào thai cũng được 4 tháng rồi. 4 tháng rồi? Vậy là hoàn toàn có thể lấy được gan tươi từ bào thai của cô. Có phải là ông trời đang giúp ta không? Tự nhiên lại dẫn cô ta đến trước mặt mình thế này. Cô ta bị bỏ rơi thế, sống trên đời cũng đâu có ý nghĩa gì. Thứ ta đang tìm ở ngay trước mắt ta. Này, ta được trở về đã đến. Bà sao thế? Sao bà lại nhìn tôi như vậy? Cô gái, đừng trách ta. Đó là tự cô tìm đến ta thôi. Cứu tôi với. Tôi xin bà đừng giết tôi. Tôi xin bà. Cuối cùng, sau bao năm chờ đợi, ta cũng có được thứ ta cần. Xin lỗi cô, nhưng ta không còn sự lựa chọn nào cả. Ai cô ơi, đã đến lúc mẹ con ta được đoàn tụ. Lá bùa này.
trai cô à. Mẹ mong rằng với tấm bùa cầu may này sẽ mang lại sự may mắn và bình an khi mẹ không thể ở bên cạnh con. Tấm bùa cầu may mà trước khi mình rời đi đã để lại cho ai cô? Với mong muốn bình an và may mắn đây sao? Tại sao cô ta lại có được tấm bùa này? Tấm bùa này không thể nào có cái thứ hai được. Lẽ nào cô ta chính là ai cô? Tôi làm gì còn người thân nào để đi cùng đâu. Mẹ tôi không biết vì lý do gì đã bỏ tôi mà đi suốt bao nhiêu năm qua, để tôi ở lại nhà với ông bà chủ. Một ngày họ phát hiện tôi mang thai nên định hại tôi. Cũng may tôi phát hiện ra nên bỏ trốn. Tại sao? Tại sao mẹ lại không nhận ra chứ? Lẽ ra mẹ phải nghi ngờ từ lúc con kể câu chuyện đó rồi chứ. Ai cô ơi, tỉnh dậy, tỉnh dậy đi con ơi. Con gái đáng thương của mẹ, mẹ đã phải lìa xa con 15 năm rồi. 15 năm mẹ đã nhớ mong con. Ai cô, ai cô, hãy tỉnh dậy. Là mẹ đây mà, là mẹ đây mà con gái ơi. Không, đây chắc chắn chỉ là sự trùng hợp. Không, không thể nào có chuyện như thế được. Không, không, ta không thể là kẻ giết con của mình được. Không, 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 không. Đau khổ và hối hận tột cùng, ba vú già hóa điên. Sau đó, bà ta trở thành một con yêu quái với tên gọi là Onibaba. Loại yêu quái có hình dạng như một bà già bình thường, nhưng nhếch nhác, điên khùng, mái tóc bù xù và thường vác theo một con dao làm bếp chuyên săn lùng, giết và ăn gan của trẻ con chưa đẻ. Chị Sáu, chị Sáu, chị mau về nhà đi, ba mẹ đang giận lắm đó. Có chuyện gì, em nói rõ xem nào, ba mẹ giận ai, mà giận chuyện gì mới được chứ? Còn chuyện gì ngoài chuyện đó nữa, chị mau về giải thích với ba mẹ đi, chứ em thì hết cách rồi. Vì bao che cho chị, mà suýt nữa em bị ba đánh cho một trận nên thân rồi đó. Thế là thế nào? Nếu không phải nhà trường thông báo, thì con định giấu ba mẹ chuyện con tự ý nghỉ học tới bao giờ đây hả? Mau theo ba lên trường nhập học lại, ba không cho phép con được bỏ học giữa chừng. Tôi xin mình cứ bình tĩnh, có gì từ từ báo ban, khuyên can con. Chứ mình làm thế này, người trong nhìn ra, người ngoài nhìn vào không hay. Đến giờ phút này mà mình bảo tôi phải bình tĩnh thế nào đây? Bao nhiêu hy vọng, tự hào của gia đình này, của dòng họ này đều đặt hết vào nó. Vậy mà bây giờ nó làm như thế này thì khác gì bôi trò trát trấu vào mặt tôi với mình chứ hả? Tại sao ba cứ ép con phải làm cái điều mà con không thích vậy ạ? Với con, đi học ở trường của kẻ thù là sự xúc phạm dân tộc. Con vừa nói gì? Trời ơi, con có biết mình vừa nói cái gì không hả? Con bị điên rồi sao? Thưa ba mẹ, con cũng muốn được như anh Mười Bé, như bao người khác, được lên đường chiến đấu bảo vệ tổ quốc. Không ai chấp nhận một nữ nhi ở chiến trường cả. Chà, chẳng phải hai bà Trưng hay bà Triệu cũng là những nữ tướng ngoài mặt trận ư? Bà không cần con trở thành nữ tướng. Nghe bà ở nhà học lấy một cái nghề, rồi khi nào Mười Bé về có vợ có chồng, bảo ban nhau làm ăn là ba mẹ mừng lắm rồi. Kìa ba, còn với anh Mười Bé đã có gì đâu mà ba. Hai đứa đã có hôn ước từ nhỏ, nếu không vì loạn lạc thì giờ này có khi ba mẹ có cháu bồng cháu bế rồi đấy. Thôi, không bàn luận gì thêm nữa, bà cấm là cấm. À! Thôi mình, tôi xin mình, các con cũng đã lớn rồi. Có lớn nhưng lại chẳng có khôn. Biết ở nơi mưa bơm bão đạn đó,
Một khi đã ra thì không mong ngài trở về rồi. Vậy mà chúng nó vẫn lao vào. Đây là cách mà chúng mày trả ơn ba mẹ có phải không hả? Đất nước đang lâm nguy, con nghĩ dù nam hay nữ, dù không biết ngày nào trở về thì ai cũng phải có trách nhiệm với tổ quốc, thưa cha. Vậy trước hết con hãy làm tròn trách nhiệm của một người con đi đã. Việc đó con còn làm chưa xong thì những chuyện khác có ý nghĩa gì chứ? Lô đâu? Dạ, dạ, ông cho gọi con ạ. Nhốt hai cô vào trong phòng và canh chừng cẩn thận cho ta. Ngoài lệnh của ta thì không được phép mở cho hai cô ra ngoài. Hay là mình để các con đi xung trận đi mình. Chứ cảnh nhà cứ như chiến trường, ba con hận thù nhau thế này, tôi chẳng sống yên một ngày nào. Mình muốn đẩy con vào chỗ chết phải không? Mình nói gì vậy? Tôi nào muốn điều đó. Nhưng mình xem, các con có quyết tâm như vậy, hơn nữa cũng vì phụng sự đất nước, thì tôi nghĩ mình cũng nên ủng hộ các con. Nửa đời tôi với mình đã mang tiếng không sinh được đứa con trai nối dõi tông đường rồi. Bây giờ đến hai đứa con gái cũng không. Thôi đừng để ai nói ra nói vào nữa. Ý tôi thế nào cứ vậy mà làm. Cháu Sáu đâu rồi anh chị? Cháu nó đang đọc sách trong phòng. Mà đã có tin tức gì của cháu Mười Bé chưa chị? Hôm qua cháu Mười Bé gửi thư về, nhắn là đang đóng quân ở tiểu đoàn 401 rồi anh chị ạ. À, cháu nó còn vừa được người ta giao giữ chức liên đội trưởng vì lập được chiến công lớn đó. Thế là quá tốt rồi. Thằng nhỏ nhanh nhẹn, thông minh như vậy, chắc chắn sẽ làm nên việc lớn cho xem. Dạ, cháu nó cũng gửi lời hỏi thăm sức khỏe anh chị và... Phiền chị gửi lá thư này cho cháu Sáu giúp cháu Mười nhà em với ạ. À, dù sao hai đứa cũng có hôn ước từ lâu mà ít được gặp nhau quá. Lô, Lô đâu? Dạ, ông cho gọi con. Hai cô đi đâu rồi? Thế này là thế nào hả? Cô Sáu kêu đau bụng, cô nhờ con đi mua thuốc. Con... Ông chủ tha tội cho con. Còn đứng đây nữa à? Khôn hồn đi tìm cô chủ về đây cho ta. Sáu, Sáu ơi. Em làm gì vậy hả? Ý chí của một người lính đâu rồi? Nhưng còn ba, ba... Ngày hôm nay, nếu chúng mày chọn bước chân ra khỏi cái làng này, thì ba sẽ chết tại đây. Con xin lỗi ba mẹ, con biết ba mẹ sẽ trách giận chị em con nhiều lắm. Nhưng con xin ba, hãy cho chúng con được một lần cầm súng bảo vệ tổ quốc. Bởi chúng con không thể đứng yên, nhìn đất nước lâm nguy được, thưa ba. Ba tha lỗi cho chúng con nghe ba. Sao? Hai chị em con đi lần này phải cho thành danh, nếu không đừng về, nghe không? Nà Mẫn, định lấy lòng em nào dưới bếp hay sao mà giữa trưa nắng nôi lại phơi mình ra bổ củi như vậy hả? Lính tráng gì mà yếu đuối thế, liệu có đủ sức cầm súng đánh giặc không đây? Có hay không thì lúc ra ngoài chiến trường khắc rõ. Tôi đùa thôi, làm gì mà căng vậy? Thôi vào nghỉ ngơi đi, chiều lịch tập căng lắm đấy. Lần đầu tiên được ôm cây súng, nặng nhưng khoái thật. Nếu không cải trang nam thì đâu biết đàn ông họ có nhiều thú vui vậy. Thời tiết 30-35 độ thế này mà sao lúc nào ông cũng phải đóng cái bộ kia làm gì thế? Nóng bỏ sừ ra ấy chứ. Nhưng hở chỗ nào mũi nó sơi chỗ ấy, nên thôi cố một tí còn hơn, chứ không khéo sốt xuất huyết như chơi. 5 năm sau. Mời vào. Anh Mười. Sao? Có phải? Trời ơi, em... Chuyện này là sao? Anh Mười, đừng nói ai biết. Chuyện này dài lắm. Em đã giấu tất cả mọi người, giả trang để được xung trận. Để trở thành một người đàn ông, em phải giang nắng cho da đen sậm, tập huyết sáo, tập đá banh. Còn khi tắm, em bơi qua sông,
lặng một hơi, tìm chỗ kín đáo. Tắm xong thì bơi trở lại chỗ cũ, đùa giỡn với đồng đội. Rồi hành quân ban đêm, có bữa đi vài ba cây số, có khi đi mười mấy cây số cũng có. Đàn ông làm gì em làm vậy? Cũng cực lắm, nhưng em chịu được hết. Trời ơi, con dâu tương lai của má Hồng đây sao? Thế còn hôn ước của chúng ta, em tính vào đây để chạy trốn đó hả? Anh đã tới tận đây thì em còn trốn bằng cách nào nữa? Chè bà ba cút dừa đây, bánh canh đặc biệt mừng cưới đôi trẻ đây. Chả mấy khi đơn vị ta có đám cưới, mà còn là đám cưới đặc biệt nhất lịch sử nữa. Mười lăm năm sau. Chị Sáu, cô ấy đã chết rồi. Chiến tranh đã lấy đi của chúng ta quá nhiều thứ. Biết bao nhiêu đồng chí, đồng đội của chúng ta phải chịu mất mát đau thương. Trời ơi, cô ấy đang mang bầu, gần tới ngày sinh rồi. Thật đáng thương. Nhưng hình như... Mau đưa tôi con dao. Em bé vẫn còn sống, phải mau chóng cứu bé ra ngoài. Trong thương đâu có niềm an ủi. Có lẽ đứa trẻ chính là món quà yêu thương mà ông trời bù đắp cho cuộc đời đầy mất mát của mình. Sự tích mộ phù thủy. Ngày xưa, một gia đình giàu có nọ ở Kyoto sinh được một bé gái vô cùng xinh xắn. Nhưng lên 5 tuổi, đứa trẻ ấy không hề bật ra bất kỳ âm thanh nào, kể cả tiếng khóc. Dù đi, con gái bé bỏng phải làm sao đây? Gia đình mình đã tìm thầy chạy thuốc khắp nơi, mà tình hình của con vẫn không chút tiến triển nào. Ta tin, với điều kiện của gia đình mình, nhất định sẽ điều trị được cho con gái. Hôm nay, tôi đã mời được đại phu Toshiro, nổi tiếng nhất kinh thành. Ông ấy sẽ đến để xem bệnh cho con bé. Thưa đại phu, chẳng hay ông đã có phương pháp điều trị gì cho con gái tôi không? Đã có. Trời ạ, thật sao? Đại phu cứ kê đơn, dẫu là dược liệu quý giá đến đâu, gia đình tôi đều có thể đáp ứng. Chỉ cần cho con bé ăn gan tươi của một bào thai còn sống là được. Gì cơ? Gan tươi của một bào thai còn sống? Tôi có nghe nhầm không vậy? Chuyện ấy thật sự không thể. Chẳng khác nào là việc giết người đâu. Chỉ có một cách để chữa trị. Phương pháp tôi đã đưa ra, còn thực hiện hay không là việc của ông bà. Cách mà đại phu Toshiro nói cũng như không. Làm sao để có được gan tươi của một bào thai sống cơ chứ? Việc này rất khó để thực hiện. Phải làm thế nào đây ông? Đây là vấn đề liên quan đến tính mạng con người. Chúng ta không thể tự mình ra tay được. Vì vậy, cần một người tự nguyện làm thay chúng ta. Tìm đâu ra một người có thể sẵn sàng làm việc này kia chứ? Cho dù ông có cho họ bao nhiêu tiền, chưa chắc họ đã đồng ý. Hơn nữa, họ còn có thể tố cáo chúng ta. Hay là thế nào? Ông nói đi, tôi sốt ruột quá. Tôi nghĩ có một người sẽ làm được việc này. Ai thế? Họ đồng ý làm điều đó ư? Đương nhiên là không. Nhưng tôi có cách để bắt buộc người ấy phải làm theo. Chẳng còn cách nào để cứu chữa cho Yori cả. Bà hãy giúp chúng tôi hoàn thành việc này. Tôi sẽ lo liệu mọi việc, bà không cần phải lo. Nhưng tôi nghĩ sẽ có một cách nào đó tốt hơn là việc lấy đi một sinh mạng như thế. Mong ông bà suy xét lại. Chẳng có cách nào tốt hơn cả. Chúng tôi đã thử rất nhiều cách, nhưng kết quả thì sao chứ? Bà từ chối sao? Bà đã quên đi những ân huệ mà gia đình tôi đã mang đến cho bà ư? Không, tôi nào dám quên ơn cứu mạng của ông bà ngày xưa.
Tôi dùng cả cuộc đời này để đền ơn cho ông bà còn không hết, nhưng điều đó sẽ cướp đi sinh mạng của một đứa trẻ khác. Bà muốn cướp đi sinh mạng của một đứa trẻ không quen biết, hay là để chính sinh mạng của con gái bà bị cướp đi? Ý của bà là... Chúng tôi nói ít, mong bà hiểu nhiều. Nếu bà làm theo đề nghị của tôi, thì con gái bà chắc chắn sẽ được chăm sóc thật tốt. Mẹ phải đi rồi. Mẹ xin lỗi vì đã để con rơi vào tình thế này. Nếu như mẹ không nghe theo lời họ, mẹ sẽ mất con. Hơn nữa, mẹ nợ họ một ân tình, nên mẹ đành phải làm thế. Ai cô à, mẹ mong rằng với tấm bùa cầu may này sẽ mang lại sự may mắn và bình an khi mẹ không thể ở bên cạnh con. Ông bà Kama sẽ thay mẹ chăm sóc con thật tốt. Mì của bà tới đây. Cảm ơn cậu. Vợ cậu chịu khó thế nhỉ? Đang mang thai thế kia nhưng vẫn phụ giúp chồng. Hey, nghe bà nói câu này mà lòng tôi đau xót quá. Giá như cô ấy được ở nhà dưỡng thai như bao người phụ nữ khác, chỉ vì nhà tôi quá nghèo, lại đang mang nợ chồng chất, nên chẳng còn cách nào khác. Gia đình này xem ra mình có thể thương lượng được. Họ đã có hai con, gia cảnh lại khó khăn. Mất đi một đứa con nhưng đổi lại là sự sung sướng ấm no hơn. Số ngân lượng này đủ để gia đình mình trả các khoản nợ và chi tiêu trong suốt quãng đời còn lại mà không phải làm lụng vất vả. Chúng sẽ thuộc về anh chị, chỉ cần anh chị đồng ý lời đề nghị của tôi. Thật vậy sao? Lời đề nghị đó là gì? Chuyện là có một gia đình nọ đang rất cần một đứa bé. Tôi thấy gia đình mình cũng đông con, lại vất vả quá, thế nên... Ý của bà là gia đình đấy muốn sinh con nuôi sao? Không phải thế. Chính xác hơn là họ cần một lá gan của một bào thai còn sống để chữa bệnh cho con của họ. Trời ạ! Bà và họ có bị điên không? Dùng số tiền này để mua một sinh mạng sao? Một lũ tàn ác vô nhân đạo. Cút! Mau cút khỏi đây! Đừng để tôi thấy mặt bà lần nữa. Là bà ta! Bà ta chính là người gần đây liên tục đòi mua bào thai trong bụng của những phụ nữ. Còn chờ gì nữa? Tiến lên cho bà ta một trận ngay. Ở đâu ra cái thói có tiền là muốn gì cũng được thế kia? Nhanh lên! Đừng để bà ta chạy thoát! Sau hôm đó, bà Haruko đi đến đâu cũng bị truy đuổi. Bà quyết định đến một vùng núi để lánh nạn. Thâm thoát, đã 15 năm trôi qua. Không biết ai cô bây giờ ra sao? Ai cô còn nhớ người mẹ này hay không? Mình nhớ con quá, nhưng không thể nào quay trở về được. Tôi cho bà thời hạn nhiều nhất là 15 năm. Nếu như bà không thể mang thứ đó trở về, bà sẽ vĩnh viễn không được gặp con gái của mình nữa. Sắp hết thời hạn rồi, lẽ nào mình sẽ mất đi tất cả? Trời ơi, mình phải làm thế nào bây giờ? Làm thế nào để có được thứ đó chứ? Mà có gì? Ta là người. Người làm gì ở đây? Ngoài trời đang mưa lớn, nên tôi vào hang động để trú mưa. Nhưng sao bà lại ở đây? Ta ở đâu là việc của ta, không liên quan đến cô. Tôi trông bà có vẻ... Bà bị lạc đường sao?
có cần tôi giúp gì không? Trông tôi làm sao mà cô đến đây một mình nữa? Tôi làm gì còn người thân nào để đi cùng đâu. Mẹ tôi không biết vì lý do gì đã bỏ tôi mà đi suốt bao nhiêu năm qua, để tôi ở lại nhà với ông bà chủ. Một ngày họ phát hiện tôi mang thai nên định hại tôi. Cũng may tôi phát hiện ra nên bỏ trốn. Cái gì? Cô đang mang thai ư? Được bao lâu rồi? Còn người đã khiến cô mang thai đâu? Anh ta bỏ rơi cô rồi à? Đó là một gã sở khanh. Tôi tưởng hắn yêu tôi thật lòng. Ai ngờ lúc tôi biết tin mình có thai, hắn cũng cao chạy xa bay luôn. Giờ bào thai cũng được 4 tháng rồi. 4 tháng rồi? Vậy là hoàn toàn có thể lấy được gan tươi từ bào thai của cô. Có phải là ông trời đang giúp ta không? Tự nhiên lại dẫn cô ta đến trước mặt mình thế này. Cô ta bị bỏ rơi thế, sống trên đời cũng đâu có ý nghĩa gì. Thứ ta đang tìm ở ngay trước mắt ta. Này ta được trở về đã đến. Bà sao thế? Sao bà lại nhìn tôi như vậy? Cô gái, đừng trách ta. Đó là tự cô tìm đến ta thôi. Cứu tôi với. Tôi xin bà đừng giết tôi. Tôi xin bà. Cuối cùng, sau bao năm chờ đợi, ta cũng có được thứ ta cần. Xin lỗi cô, nhưng ta không còn sự lựa chọn nào cả. Ai cô ơi, đã đến lúc mẹ con ta được đoàn tụ. Lá bùa này. Ai cô à, mẹ mong rằng với tấm bùa cầu may này sẽ mang lại sự may mắn và bình an khi mẹ không thể ở bên cạnh con. Tấm bùa cầu may mà trước khi mình rời đi đã để lại cho ai cô? Với mong muốn bình an và may mắn đây sao? Tại sao cô ta lại có được tấm bùa này? Tấm bùa này không thể nào có cái thứ hai được. Lẽ nào cô ta chính là ai cô? Tôi làm gì còn người thân nào để đi cùng đâu. Mẹ tôi không biết vì lý do gì đã bỏ tôi mà đi suốt bao nhiêu năm qua, để tôi ở lại nhà với ông bà chủ. Một ngày họ phát hiện tôi mang thai nên định hại tôi. Cũng may tôi phát hiện ra nên bỏ trốn. Tại sao mẹ lại không nhận ra chứ? Lẽ ra mẹ phải nghi ngờ từ lúc con kể câu chuyện đó rồi chứ. Ai cô ơi, tỉnh dậy đi con ơi. Con gái đáng thương của mẹ, mẹ đã phải lìa xa con 15 năm rồi. 15 năm mẹ đã nhớ mong con. Ai cô hãy tỉnh dậy. Là mẹ đây mà con gái ơi. Không, đây chắc chắn chỉ là sự trùng hợp. Không, không thể nào có chuyện như thế được. Không, không, ta không thể là kẻ giết con của mình được. Không, 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 không. Đau khổ và hối hận tột cùng,
ba vú già hóa điên. Sau đó, bà ta trở thành một con yêu quái với tên gọi là Onibaba. Loại yêu quái có hình dạng như một bà già bình thường, nhưng nhếch nhác, điên khùng, mái tóc bù xù và thường vác theo một con dao làm bếp chuyên săn lùng, giết và ăn gan của trẻ còn chưa đẻ.